Chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay em giới thiệu với mọi người cái dòng đây là cái dòng đế trưng bày hay còn gọi là cái đốc Nokia mọi người nhé. Thì hiện tại cái đốc Nokia này nó được cải tiến hơn rất nhiều so với lại các cái loại đế trưng bày bình thường. Đế trưng bày ngày trước ấy, như cái loại đế trưng bày ngày trước thì nó chỉ có cái kích cỡ nó một cái kích cỡ nó rất là to, nó cồng kềnh và nó không thể thay đổi được kích cỡ. Nhưng hiện tại thì cái đốc này bên em nó đã được cải tiến rất nhiều. Cái kích thước thì nó rất là nhỏ gọn. Đấy mọi người nhìn, kích thước nó rất nhỏ gọn mọi người nhé. Và thứ hai là nó có thể thay đổi được kích cỡ mọi người nhé. Có thể thay đổi được kích cỡ, ví dụ chẳng hạn như này. Đó, đây là cái kích cỡ bé này. Đây là kích cỡ ra to này. Đấy. Thì cái đốc này nó trưng bày được rất nhiều các cái mẫu sản phẩm khác nhau. Từ điện thoại đến Zippo, cũng là rất nhiều các sản phẩm khác. Và cái đốc này mọi người có thể để lên tủ nhé, để lên tủ một loạt lên tủ này, xong mọi người để các sản phẩm của mọi người thì nhìn nó rất là đẹp mọi người nhé. Đốc này rất là đẹp. Cái đốc này hiện tại nó có 3 màu mọi người nhé, màu trắng này, màu trong suốt mica. Cái màu mica này thì nó rất là đẹp. Đây hình thức màu mica, mẫu mica mọi người nhé. Và cái đốc màu đen, nhưng hiện tại thì cái đốc màu đen bên em nó đang tạm thời nó đang hết hàng rồi. Nó chỉ còn có màu trắng và màu trong suốt màu mica, mẫu mica. Thì anh em nào quan tâm đến cái dòng sản phẩm này thì vui lòng để lại số điện thoại ở phía dưới nhé, thì bên em sẽ liên hệ lại anh em. Đốc nó rất đẹp mọi người nhé. Hoặc là cái đốc này anh em có thể dùng để các cái điện thoại smartphone ấy. Mình xem video hoặc gì thì mình có thể để nó đây, để nó dưới một chỗ này, xong rồi mọi người để cái smartphone lên đây mọi người xem thì nó rất là tiện ích. Cái đốc nó nhỏ gọn này nhưng nó có rất nhiều công dụng mọi người nhé. Đốc nhìn rất nhỏ gọn đẹp và nó có rất nhiều công dụng. Thì hiện tại cái giá đốc này bên em đang ra thị trường nó là 20.000 một cái mọi người nhé. Tại đốc này bên em đang ra thị trường là 20.000 một cái. Thì anh em nào quan tâm đến cái dòng này thì nó cứ để lại giúp em cái địa chỉ mới, hoặc là cái số điện thoại ở phía dưới thì bên em sẽ liên hệ để tư vấn mọi người. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì ấn đăng ký kênh giúp em nhé, và ấn chuông ở bên cạnh thì khi nào có những cái video mới hoặc là những cái sản phẩm mới thì em sẽ đăng video lên, thì anh em sẽ được cập nhật liên tục các cái mẫu sản phẩm cũng như là các cái vấn đề liên quan đến điện thoại. Thì Face của em là Face Tuấn Hưng Yên mọi người nhé, hoặc là mọi người có thể xem vào cái phần mô tả thì các cái thông tin liên hệ hoặc là các cái đường dẫn link thì em có để ở phía dưới. Cảm ơn tất cả mọi người nhé.